Từng thừa nhận do mình mà Trường Giang Nhã Phương trục trặc, Sam treo status choáng khi biết nam em bị bỏ vì không chịu lên giường. Động thái của hot girl cho thấy cô chẳng hề dây dưa gì đến người cũ nữa. Mới đây sau khi nam em lên tiếng thừa nhận tình cảm với Trường Giang, đàn chị Quế Vân cũng bất ngờ livestream bộc bạch câu chuyện bị nam danh hài từng lừa tình vài năm trước. Cô cũng khẳng định bên cạnh Trường Giang có rất nhiều người đẹp và không ít trong số đó bị Trường Giang gạ gẫm. Trước đó, người đẹp hot girl Sam cũng từng vướng phải lùm xùm với nam danh hài đào hoa này. Năm ngoái, Sam đóng cặp chung với Trường Giang trong bộ phim điện ảnh ăn khách Siêu Sao Siêu Ngố. Sau đó, vì các tấm ảnh thân thiết với đàn anh mà dấy lên nghi vấn Sam có tình cảm với Trường Giang. Giữa bão phim giả tình thật, Sam chịu đón nhận gạch đá rất lớn từ dân mạng bởi lúc này Nhã Phương Trường Giang đang yêu nhau. Sau đó, Sam chia sẻ tôi buồn vì làm ảnh hưởng tới quan hệ Trường Giang-Nhã Phương. Nữ diễn viên không hiểu mình đã làm gì sai để chịu bị đả kích lớn như vậy. Lúc trước, Sam cũng thường chụp ảnh với bạn diễn để đăng quảng bá cho phim. Không ngờ đến khi đóng chung với Trường Giang lại dính hiểu lầm lớn. Sau khi phim kết thúc, Sam và Trường Giang cũng không xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp. Những tấm ảnh khi Sam và Trường Giang đóng phim chung khiến mọi người nghi ngờ họ có quan hệ yêu đương. Giữa câu chuyện ồn ào của anh chàng Đông Doan Trường Giang, Sam tỏ ra không hề quan tâm đến tình hình của bạn diễn cũ. Nữ diễn viên xinh đẹp thậm chí còn khoe những bức hình xinh đẹp của mình. Sam khoe bó hoa tươi thắm giữa lúc Trường Giang dính scandal. Cô vui vẻ với lịch trình làm việc của mình. Dẫu biết Sam nam em đều rất xinh đẹp hút hồn, nhưng Trường Giang đã có bạn gái chính thức là Nhã Phương. Thậm chí họ còn cầu hôn nhau trên sóng truyền hình. Bất chấp chuyện gì xảy ra, Trường Giang vẫn vui vẻ ngọt ngào bên bạn gái. Giữa tâm bão lăng nhăng, Trường Giang vẫn giữ thái độ im lặng. Trường Giang nam em Nhã Phương, mối duyên oan trái mang tên ơn rời. Chẳng biết có phải do số trời xếp đặt hay không, mà kể từ khi quen biết Trường Giang, những cô nàng thuộc hàng hiền lành đến mức nhạt nhẽo của showbiz Việt bỗng trở nên thị phi, ồn ào hơn bao giờ hết. Đó là câu chuyện oái âm, xót lòng đang vận vào người Nhã Phương và nam em. Những cô gái không quen không biết, bỗng dưng trở thành tình địch và bị trăm ngàn mũi dùi sắc nhọn chỉ vào người cùng một lúc. Nhưng ít ai biết được rằng Nhã Phương nam em đã lỡ xa vào mớ nghiệt duyên do ơn rời cậu đây rồi gây ra. Nếu tìm ra thủ phạm làm nên mối oan duyên ngang trái này, chắc hẳn chẳng có cái tên nào thích hợp hơn ơn rời cậu đây rồi cả. Tháng 12, 2015, Nhã Phương làm khách mời cho tập 7 của ơn rời cậu đây rồi 2015. Thời điểm đó Nhã Phương Trường Giang còn nổi đình đám với bộ phim 49 ngày. Đây cũng là lúc Trường Giang Nhã Phương vượt bão rào dư luận, đạp trên mọi chỉ trích, dùng tình cảm làm bàn đạp PR phim, để tay nắm chặt nhau đến bên nhau. Ơn rời cậu đây rồi là sân khấu đánh dấu sự hợp tác của hai người khi đã trở thành tình nhân thực thụ. Lúc này Nhã Phương đóng vai người vợ phải nhập viện vì bị suy nhược thần kinh. Trong khi đó chồng cô Trường Giang có thói trăng hoa ong bướm nên đã ngoại tình lúc vợ mang bệnh trong người. Để ép Nhã Phương ly hôn, Trường Giang thậm chí còn mang bồ nhí tới bệnh viện, công khai ôm hôn trước mặt cô. Dù bị Trường Giang dùng ép, Nhã Phương vẫn chọn cách im lặng. Cô không buông tay Trường Giang mà cứ lặng lẽ nuốt nước mắt vào người. Đến cuối cùng Trường Giang gây bất ngờ cho khán giả khi hé lộ chuyện bị mắc bệnh ung thư. Vì muốn Nhã Phương không khổ vì mình, Trường Giang mới nhận lên câu chuyện ngoại tình để che giấu tình hình sức khỏe nguy kịch của mình. Và kỳ diệu làm sao, Nhã Phương với tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ đã bất chấp tất cả để ở bên cạnh Trường Giang. 3 năm sau, tại ơn rời cậu đây rồi số phát sóng tháng 3, 2018, Trường Giang lại bất ngờ bén duyên cùng nam em. Chẳng phải cô vợ Nhã Phương năm nào, lần này Trường Giang thân mật với nam em. Người đẹp đã lọt vào top 8 cuộc thi Miss Earth 2016. Trên sân khấu ơn rời cậu đây rồi, Trường Giang nam em vào vai một cặp tình nhân. Nam em xinh đẹp, quyến rũ, còn Trường Giang lại luôn tự ti vì gia cảnh nghèo khó của mình. Dẫu Trường Giang có van xin nam em rời bỏ anh đến mấy, cô nàng vẫn nhất quyết không chịu đi. Nam em thậm chí còn bày tỏ rằng khi ở bên Trường Giang cô mới có cảm giác yêu. Nam em không cần nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu, cô chỉ cần duy nhất tình yêu Trường Giang. Trùng hợp làm sao Trường Giang đã nói với nam em rằng hãy để anh sắp xếp lại cuộc đời cô, để anh giúp cô xóa bỏ quá khứ đau buồn vì bị đàn ông đểu lừa gạt. Câu nói sắp xếp lại cuộc đời này đau đớn lắm. Nó đã từng được Trường Giang nói với Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của Mai Vàng.
Vậy giữa Trường Giang nam em với Nhã Phương, ai sẽ là người sắp xếp cuộc đời nhau? Năm 2015, Ơn Rời Cậu Đây Rồi là sân khấu ngọt ngào hạnh phúc của Nhã Phương Trường Giang. Chỉ 3 năm sau đó, Ơn Rời Cậu Đây Rồi lại là sân khấu xe duyên, sắp xếp cuộc đời cho Trường Giang nam em. Phải chi đừng cùng xuất hiện trên sân khấu này, có lẽ những nỗi đau đã không kéo dài. Hoặc giả, nếu nam em Trường Giang Nhã Phương đừng công khai thân mật, đừng mượn màn ảnh làm nơi bày tỏ tình yêu, thì có lẽ hôm nay khán giả sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh oái âm về tình tay ba như thế. Cùng cảnh ngộ như Nhã Phương, đây là các dàn sao nữ xử đẹp người tình đào hoa. Miyu còn nhớ năm 2015, showbiz Việt được fan chấn động khi thông tin về chuyện tình tay ba giữa Miyu, Phan Thành, Thúy Vi xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Với những bằng chứng không thể nào chối cãi, chuyện tình cảm của nữ diễn viên 4 năm hai chàng một tình yêu và chàng thiếu gia Sài Thành rơi xuống vực thẳm. Không chịu được tính lăng nhăng của người yêu, Miyu quyết định chia tay và hủy hôn. Dù trước đó cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Quyết định của người đẹp sinh năm 1989 khiến cả người trong cuộc lẫn công chúng đều bất ngờ vì không còn bao lâu nữa đám cưới sẽ được diễn ra. Tuy nhiên cách hành xử này của Miyu nhận được nhiều sự đồng tình của dư luận bởi cô đã dứt khoát được với người không xứng đáng. Nếu như tiếp tục, có thể Phan Thành sẽ làm tổn thương nữ diễn viên thêm một lần nữa. Phạm Thùy Linh. Trương Nam Thành và người mẫu Phạm Thùy Linh từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt. Thậm chí, nam người mẫu từng hai lần cầu hôn bạn gái trong ngày sinh nhật cô và tiệc cảm ơn của người đẹp sau cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Những tưởng Trương Nam Thành và Phạm Thùy Linh sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc bằng một đám cưới. Tuy nhiên, cuối cùng chân dài sinh năm 1989 quyết định hủy hôn với nam diễn viên vì lý do Á Quân bước nhảy hoàng vũ ngoại tình với người phụ nữ khác trong thời gian cả hai yêu nhau. Mặc dù rất yêu, giải đồng siêu mẫu Việt Nam 2010 vẫn phải chấm dứt mối quan hệ này. Vì tôi yêu anh ấy nên khi biết sự thật, tôi vẫn hỏi lại, giữa cô ấy và em anh chọn ai? Kết quả anh chọn người phụ nữ kia, tôi không chấp nhận điều đó. Hồ Bích Trâm, cuối năm 2017, Minh Luân khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì công khai xin lỗi bạn gái hiện tại là Hồ Bích Trâm và ngỏ lời muốn nói lại tình xưa với Ninh Dương Lan Ngọc ngay trên sóng truyền hình. Bị bạn trai phụ tình và mang ra đùa giỡn trước mặt bàn dân thiên hạ. Nữ diễn viên sinh năm 1991 đã vô cùng tức giận và uất ức trước hành động không đáng mặt đàn ông của Minh Luân. Ngay sau đó trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm đăng tải một dòng trạng thái đầy bức xúc, chửi thẳng mặt Minh Luân chỉ là đồ bỏ đi. Cô cũng tuyên bố đã chủ động chia tay nam diễn viên sinh năm 1985 sau ồn ào này. Không những vậy, nữ diễn viên còn cắt đứt liên lạc tránh mặt Minh Luân ở tất cả các sự kiện, lẫn các dự án nếu được mời hợp tác chung. Kim Hiền và DJ Phong từng gắn bó hạnh phúc trong thời gian dài. Cả hai có chung con trai là bé Sonic. Vào năm 2010, cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ khi quyết định tổ chức hôn lễ sau nhiều năm chung sống. Những tưởng cuộc tình sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc, nhưng chỉ sau đám cưới 2 tháng, nữ diễn viên Hương Phù Sa phát hiện bị chồng phản bội. Ngay sau đó cô quyết định ly hôn và một mình nuôi dạy con trai trưởng thành. Sau khi chịu nhiều mất mát và tổn thương trong tình yêu, Kim Hiền bén duyên với ông xã hiện tại là Andy và theo chồng sang Mỹ định cư, tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc. Chỉ sau 2 năm, ngoại hình của Hồ Văn Cường đã có sự thay đổi kinh ngạc. Sau 2 năm tham gia chương trình ca hát, Hồ Văn Cường mập lên khá nhiều và ngày một điển trai hơn. Vào năm 2016, khi đến với chương trình Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã khiến bao người rơi nước mắt vì hoàn cảnh khó khăn của cậu bé. Chẳng những thế, giọng ca ngọt ngào của cậu đã làm cho khán giả rất ấn tượng và yêu mến. Chưa đầy 2 năm kể từ sau cuộc thi, nhưng cậu bé đã thay đổi rõ rệt từ ngoại hình đến giọng hát, khiến người xem không khỏi bất ngờ. Không còn giọng hát cao vút bay bổng như xưa, thay vào đó là chất giọng trầm khàn hơn nhưng vẫn dạt dào cảm xúc. Hình ảnh của cậu cũng lột xác với khuôn mặt đẹp trai, chững chạc sau khi dậy thì thành công. Hồ Văn Cường đã mập và cao lớn hơn rất nhiều, khán giả sẽ rất bất ngờ với hình ảnh của cậu bé ở thời điểm hiện tại. Gu thời trang của Hồ Văn Cường cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Sau khi giành chức quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cũng từ đây, cuộc sống của cậu bé 13 tuổi đã thực sự đổi đời.
gia đình cậu chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Văn Cường cũng chuyển trường lên đây học tập. Cuộc sống thay đổi của Hồ Văn Cường được cư dân mạng ví von một bước lên tiên, tuy nhiên điều đó xuất phát từ những nỗ lực và tài năng của giọng ca Thần Đồng Dân Ca.